Dung. Cô tìm ai? Tao là Dung. Tao muốn gặp lại nhóm người hoang một lần nữa. Ê tụi bay, ai đồng ý kết nạp Hiểu Phương làm thành viên mới của nhóm mình? Đồng ý. Ngựa hoang nào dẫm nát tơi bời, đồng cỏ nào xanh ngát lưng trời. Hiểu Phương. Gì? Còn điều gì mày muốn làm trong đời nữa không? Yêu là lòng băng khoăn, nhớ hay thương một chiều. Nếu lần sau em có gặp bọn nó thì cứ nói là bạn trai của em nha. Tớ không biết tại sao cậu lại ghét tớ. Tụi mày là một nhóm mà. Mày yêu gái quê hồi nào hả Dung? Qua chỗ hẹn không? Sợ gì? Cho tụi nó biết nhóm ngựa qua của mình như thế nào. Đó là khoảng đời đẹp nhất của tao. Là chuyện gì con nói lẹ lẹ đi. À là chị muốn kiếm mấy con mà thầy Linh Bảo Châu tiếng Anh này hả? Ừ. À, mấy cái con này là nó giật nợ hay là muốn đánh ghen vậy? Tụi em tới tụi em dằn mặt nó cho nè. Mày có bị mù chữ không? Tiêm bán.